quẹo lựa luôn bà con cô bác ơi, nay bán mai nghỉ, mốt cà đi Mỹ luôn bà con cô bác ơi. Bạn nào có nhu cầu mua hạt Liên Quân hãy vào ngay webshop dbshopgame.com nha các bạn ơi, ặt vừa rẻ lại vừa ngon nha. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Giải tán đi lầu vậy, giải tán đi, được rồi. Cái đậu xanh mày để bố thầm cái củ ghê hoài luôn các bạn. Ú le, xin chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì, cà chú thím nha, đã ghé xem cái kênh YouTube bé các bánh này, các gai mình TV của mình nha. Mình vô farm trễ có vài giây thôi các bạn, nhưng mà không sao, nó cũng không có cản trở được cái công việc cúp and box của mình các bạn đó. Bây giờ mình qua mình cúp chơi nè. Nhà có chỗ không bát ơi, cái đậu xanh nó con mẹ violet luôn rồi, nó thắng lết bánh luôn các bạn ơi. Thích là quất, thích là chơi, thích đập, thích là xuống sạc, mà chơi không lại thì cắm đầu chạy thôi, chuyện đâu căng các bạn ơi. Rồi là đá xi nhan nhau vậy thôi, em chỉ giỡn thôi, làm gì căng vậy, làm gì mà lấy súng lấy gậy đồ ra đồi tán em vậy. Nó qua cúp màu xanh nó chơi các bạn, tại nó bị đã bị mình cấu máu rồi nha. Trời ơi anh tù rố thấy rồi các bạn ơi, hay lố hay mét khỏe không bá đôi quách đu vô đu mấy cái đậu xanh nó tiếng Anh tao là đầy bụng các bạn, tù rố thiệt luôn các bạn, tiếng Anh mình nó đầy bụng luôn các bạn, nói tiếng Anh như gió luôn mà cái từ nào khó chuyển qua tiếng Việt chơi các bạn ơi. Chuyện vậy thôi, chuyện đâu căng đó. Thì hôm nay các bạn thấy đó là mình chơi cái vị tướng cần rốc này không có sử dụng ngọc hút máu nha, thì để xem cái bộ ngọc này nó sẽ như thế nào nha, và bộ ngọc mình sẽ để trong cái phần mô tả nha các bạn ơi. Thế thì là bây giờ mình sẽ bật mí cho các bạn luôn là cái ngọc đỏ là mình sử dụng 10 viên tốc độ đánh và tỷ lệ chí mạng nha, còn ngọc xanh ở sau khi các bạn ngọc tím thì là 10 viên tốc độ đánh và tốc độ chạy, và ngọc xanh thì tất nhiên là 10 viên công bộ lý và xiên giáp các bạn ơi. Cái ngọc xanh mà công bộ lý và xiên giáp nha thì dùng chung cho tất cả những vị tướng nào thiên về cái lối đánh gọi là công vật lý nha các bạn. Ê trời ơi, ôi mày bảnh tỏn rồi đó, mày hơi bị sấm giang nguyên thị mà rồi đó, xác định tôi đập cho mày bò qua mày luôn nè, chơi giọng chơi cái giọng mẹ nè, xác định lên dĩa liền các bạn. Bát nháo này, hổ báo cáo chồm nè, farm như vậy là đúng nha các bạn, nhưng mà nó không đúng thời điểm các bạn. Farm đúng nhưng mà nó không đúng thời điểm, các bạn phải coi sao thằng gừng không có đó các bạn mới farm được, còn có nguyên đồng đội của người ta đang đứng đó mà các bạn vô các bạn farm là các bạn dễ bị chết lắm nha. Không biết là YouTube bé nó chỉ được các bạn ấy, hình như là trong đó có mình nữa các bạn, nhưng mà các bạn không farm không đúng lúc trong cái pha của thằng manh ra vậy nha. Ấu kết thì bây giờ mình ăn cái bù xanh này xong mình sẽ qua mình lụm cái bù đỏ của nó nha, tại vì nãy mình thấy nó đang sức hận của bù mít đó các bạn, mình nghĩ là nó sẽ lụm cái con rồng nhưng mà nó lụm không được đâu, tại vì cái tầng cái con ma violet nó đang rất là thò rồi các bạn, nó không có ăn được, tại nãy là mình đã cướp cái bù xanh của nó mà nó không ăn được đâu. Tem của mình thì đang rất là xanh ở khu vực các len nha các bạn. Ok thì ăn xong cái bù đỏ này chúng ta sẽ làm cái gì đây, để tem xem, để xem nó có ăn được hay không các bạn. Ý, hình như là nó không ăn được các bạn à. Ok mình sẽ chạy xuống mình đập bòm mà nó luôn các bạn, cái bù xanh của nó ra kìa nè, mày chạy cái đường nào tao đá chúng mày, cái bò mà cái đậu xanh nó thằng nào dọn cái bụi cỏ này giùm tao một cái đi, sập cỏ rồi các bạn ơi. Sao một qua nhảy tụi đâu chúng mày, ngờ sập cỏ người ta hết rồi các bạn ơi. Rồi xong cái con mà teo đã lên dễ xác định cả xanh cỏ luôn rồi các bạn ơi, rất là phè, rất là đẻ luôn đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cái con rồng này cho tem của chúng ta nha các bạn ơi, thì tất cả các clan của chúng ta nó sẽ đều có một cái lượng vàng nhỉnh hơn đối phương, thì cái trận đấu các bạn chơi nó sẽ dễ dàng hơn nha. Và cái vấn đề này mình nói lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi, nhưng mà các bạn nói chung là còn rất là nhiều bạn chưa biết được các bạn ơi, người ta đi gần người ta không biết nha, người ta sẽ không mang con rồng này, nhưng mà cái con rồng này nó mang lại cái một cái lượng kinh nghiệm và một cái lượng vàng rất là nhiều cho tem của bạn nha các bạn ơi. Cho nên các bạn nào mà đánh cái vị tướng đi gần thì các bạn hãy cố gắng chăm sóc cái con rồng nhiều vào để mang lại cho tem của mình nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm những gì tiếp theo nè, khi mà farm xong cái bùa đỏ này nha. Đấy là bây giờ các bạn thấy đó là cái con mẹ Logi E nó đang đi bán hộp E trên khu vực của con Teo Anna, thì bây giờ mình ra mid nó mình farm đỡ luôn các bạn ơi. Ba con quái này nó giúp cho mình có một cái lượng vàng khá khá nha. Ok thì cái bùa xanh của mình chuẩn bị ra nè, mình sẽ vô mình ăn cái bùa xanh luôn, sau đó mình sẽ hướng tới mục tiêu đó chính là con dơi nha các bạn. Và khi ăn xong con dơi các bạn làm gì, các bạn chạy ra mid hả, hay các bạn chạy xuống khu vực của con Teo Anna? Tại sao con đấu chỗ mà các bạn không chịu răng nữa, các bạn để cho nó farm một cách parry như vậy, các bạn để cho nó farm parry, nó farm được đủ vàng rồi sao mà các bạn răng nó. Cho nên là các bạn phải cố gắng răng tụi nó ở vàng đầu game nha, tránh tình trạng các bạn để cho nó farm một cách bình thường ở lane là nó hồi các bạn quay lại các bạn răng nó sẽ không được đâu nha. Các bạn đừng có suy nghĩ vậy, các bạn cứ là chủ trương thế là quân thế là chơi, nó đập xuống xác đập bò mà nó luôn, các bạn cứ chơi vậy cho mình rất là dễ nha, chỉ đừng có ngán hay là nhùng bố con nào các bạn. Này bây giờ nó thích nó quất, nó đi chơi xác định đá bò mà đá thẳng vô bản mặt nó luôn các bạn, ngán gì nó các bạn, trời ơi ba cái đồ quỷ đi đó. Bây giờ các bạn đã dồn nó về được rồi thì chúng ta sẽ lụm cái trụ của nó nè,
Khi mà lượm được cái trụ này xong, các bạn sẽ làm cái gì? Các bạn phải quan sát map được nha. Thì các bạn thấy đó là cái con mờ ranh rá nó đã lên dĩa rồi. Thì mình khi mà mình lấy cái trụ này xong, mình sẽ chạy xuống mid, mình lấy cái trụ của nó luôn nha, vì nó sẽ ra không kịp đâu. Cái lượng đam của mình bây giờ đủ để có thể kết liễu cái trụ bởi một cái đàn quái đi lên rồi nha các bạn ơi. Đó thì sẵn tiện đây mình cũng xin giải đáp các bạn một cái vấn đề thắc mắc mà mình thấy bữa giờ các bạn hay hỏi nha. Đó là các bạn hỏi mình cái bị tưởng nào rock này là thấy mình làm nhiều quá mà mỗi trận là cứ một build khác nhau. Thì thế thì cái build nào là build chuẩn vậy anh? Thì xin thưa với các bạn rằng không có một cái build nào để gọi là build chuẩn cả các bạn, vì mỗi trận, mỗi chức tướng, mỗi vị tướng nó khác nhau nha. Cho nên là các bạn cứ xem và các bạn thử xem coi là cái build nào, cái trận đấu nào mà mình lên á, các bạn thấy cái build đó nó thích hợp với là cái kiểu đánh và cái gọi là cái kỹ năng của các bạn, thì các bạn hãy sử dụng cái build đó các bạn chơi nha. Tại vì mỗi trận á nó mỗi vị tướng khác nhau, mà các bạn có trận không đúng để các bạn có thể lên full dam, mà các bạn lên full dam cái trận đó các bạn chơi thì sẽ rất là sai nha. Thậm chí cái trận đó các bạn bắt buộc các bạn phải lên full dam, mà các bạn lên full thủ thì các bạn đúng người ta không thấm, các bạn sẽ thua. Thế cho nên là các bạn cứ xem nha, thì các bạn rút ra được những kinh nghiệm nào thì các bạn rút cái ra kinh nghiệm đó các bạn chơi nha các bạn, chứ không có thực tế, không có build đồ nào gọi là build đồ chuẩn được. Tao đập cho mày bò bà mày nè, chứ mày bác nháo với tao. Cái đậu xanh mày nè, cho vô đập giác vô lụ đạn trái tim vô, sao vô cái đậu xanh mày lên dễ liền bác nháo không mày. Tao nói rồi mày chơi với tao mà mày gặp tao là mày đừng có bay, mày gọi là mày đừng có bấm vô. Ê nè mày tỉnh anh gấu trọi, anh gấu trọi mày tỉnh đi anh ơi. Rồi ok mình sẽ dụ cho nó chết nè các bạn, dụ như thế nào mình sẽ cho các bạn coi là tán bò bà mày hết Trung Quốc nó chơi đập đập lại chạy thôi, chuyện gì đâu căng. Nên qua đây nè, nên con mình quốc qua đây rồi xác định nè, cái con mô tó nó đập mày bò bà mày luôn đó. Các bạn chơi là các bạn phải dụ nó như vậy đó các bạn. Và nói chung là các bạn đang thắc mắc tại sao là mình phản ứng phản xạ kỹ năng nhanh đến như vậy đúng không? Thì thực tế nói chung một điều đơn giản là các bạn là vì mình train nhiều, và không nhất thiết các bạn phải train ở một cái kỹ năng ở một cái khung đăng nào đó nó cao, không cần thiết nha. Các bạn có thể xuống ngân vàng bạc kim các bạn train, và điều này là mình đường thiên mình lặp đi lặp lại luôn các bạn. Mình không cần nhất thiết mình phải train cái kỹ năng của mình ở trên khu vực gân cao nha các bạn. Mình chỉ cần train ở những cái khu vực gân thấp này thôi để mình có thể phản xạ phản ứng được với những cái skill của người ta bung ra, mình có thể biết được khi nào nó dùng skill để mình né nha. Đây là một cái kinh nghiệm mà mình train cái vị tướng cà năng rock này mình muốn truyền đạt đến cho các bạn đó. Và các bạn hãy lưu ý cho mình một điều nha, không nhất thiết các bạn phải train nhiều vào, train nhiều trận vào mà các bạn không tập trung kỹ thì nó cũng như không thôi. Cái trận nào thì các bạn phải tập trung hết sức cái trận đó các bạn mới train kỹ kỹ năng của các bạn được nha. Chứ còn các bạn vô các bạn cứ hơi hợt, các bạn cà chớn, các bạn bát nháo, các bạn cái gì đó vân vân, cái kiểu các bạn không tập trung, các bạn không nhiệt tình thì sẽ rất là bậy nha các bạn. Sao lúc này là mình có một cái sở thích là thích dùng anh tiêu của vị tướng Narok chém trụ dữ vậy ta? Cái đậu xanh nó thiệt chứ ngốc sổ vừa thôi, trời ơi thiệt tình luôn đó các bạn. Đây là lần thứ hai mà mình dùng cái anh tiêu để chém trụ rồi đó nha các bạn, cái đậu xanh á. Nhưng mà khi mà làm như vậy các bạn thì bản thân mình sẽ nói là chô chất chơi người dơi quá, nhưng đó là thực tế là mình thôi nha. Còn người khác nhìn vào ô chô cái thằng này chơi ngu lấy thiên tế, trời ngu lâu giúp mình khó đào tạo đó các bạn. Nhưng mà vậy nha, bởi vì người ta nói đúng đó các bạn, ngu cộng thêm nhiệt tình auto phá hoại thôi các bạn ơi. Nhưng mà không sao các bạn, ai mà không có một lần ngáo chó các bạn ơi, không sao hết, chúng ta sẽ khắc phục những cái lỗi đó các bạn ơi. Hy vọng là sẽ không có một lần thứ ba xuất hiện trên cái kênh YouTube bé Company Kagai mình TV của mình nữa các bạn ơi. Ok thì xàm xí đú xàm xí nách vậy đủ rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về cái build đồ của ngày hôm nay nha các bạn ơi. Thì cái shop đầu tiên của mình đó chính là cái kiếm cu hồn nha các bạn. Tại vì mình không sử dụng ngọc hút máu cho nên là mình phải lấy cái kiếm cu hồn này để mình lấy một cái lượng hút máu nho nhỏ nha các bạn. Và cái shop thứ hai đó chính là mình sử dụng đôi giày hộ vệ nha. Ngày hôm nay mình sẽ không sử dụng đôi giày kiên cường. Lý do tại sao thì có rất là nhiều bạn bảo mình là tại sao phải dùng đôi giày hộ vệ và tại sao phải dùng đôi giày kiên cường, là lúc nào đúng thời điểm nào mới dùng các bạn. Thì khi mà các bạn thấy cái trận đấu mà các bạn thấy nó quá nhiều hưởng khống chế đi thì các bạn đừng có lên đôi giày hộ vệ nha. Tại vì cái đôi giày hộ vệ sẽ làm cho các bạn không thể nào mà gọi là thi triển cái kỹ năng để các bạn chạy được trong những pha combat mà nó dồn sát thương hay là nó dồn những cái hiệu ứng khống chế cho các bạn được nha. Nhưng mà nếu khi các bạn sử dụng cho mình đó là đôi giày kiên cường á, trong những cái pha mà nó khống chế các bạn như vậy á, chẳng hạn như Alistair điển hình nè, nó có in tiêu nó chói các bạn vẫn có thể sử dụng skill các bạn chạy được nha. Nhưng còn nếu các bạn sử dụng bây giờ hộ vệ là sẽ không được. Ok thì là cái đó là cái số thứ hai của mình, đó chính là đôi giày hộ vệ nha. Và cái số thứ ba đó chính là cái thương Loginus các bạn. Và cái số thứ tư, ngày hôm nay mình sẽ không sử dụng cái phù kiếm các bạn, mình lên full thủ hết từ những món về sau, kể từ cái phút mà kể từ mà cái món đồ nó xài được bạn. Tao đá bò ba đâu chó đây anh ơi, nhập viện nè anh ơi, xác định cái xanh gò rồi bạn ơi. Đấy các bạn lên cái build đồ này là các bạn không có ngán bất kỳ cái thằng nào mà gọi là nó chuyên về sóc đam nha. Cho nên là cái số thứ tư của mình đó chính là áo chàng băng giá nha. Và cái số thứ năm là theo cái trận đấu này thì mình thấy là nó thiên về gọi là công và lý nhiều. Cho nên là cái trận đấu này cái số thứ năm mình sẽ lên đó là cái thiên thức truyền nha. Và cái huân chương choi mình sẽ lên ở cái số cuối cùng nha các bạn. Và nếu như mà cái trận đấu này
mà nó gọi là nó thiên về cái nhiều gọi là khả năng khống chế nhiều quá, thì các bạn hãy bán cái giày hộ vệ cho mình nha. Các bạn hãy lên cho mình đó chính là đôi giày kiên cường, để các bạn có thể dễ gọi là thi triển cái kỹ năng của bạn ra, thậm chí là trong những pha mà nó chói các bạn, nó hiệu ứng, nó khống chế các bạn lại, các bạn vẫn có thể sử dụng skill các bạn chạy được nha các bạn ơi. Ở thì cái build đồ này thì mình cũng đã test rất là nhiều trận rồi, mình thấy nó rất là đã nha các bạn, nó rất là trâu luôn. Các bạn có thể gọi là trong những cái tình huống mà các bạn gặp nhiều cái vị tướng AD, chẳng hạn như trận này nè, hai vị tướng AD này, các bạn cứ lên build đồ này thử xem, nó bắn các bạn không có thấm đâu. Đấy các bạn thấy không, cái lượng đam của con teo nó bung vào mình đâu có thấm là bao nhiêu đâu các bạn. Và các bạn nghĩ như vậy sẽ rất là sai nha, không phải là cái build đồ này giúp cho các bạn trâu, mà là do cái lối đánh của mình kết hợp với cái build đồ này nữa, cho nên là nó bắn mình mới không thấm như vậy. Chứ còn nếu mà các bạn chơi với cái build đồ này mà các bạn để cho nó farm một cách bình thường á, thì nó bắn các bạn sẽ rất là thấm nha. Còn nếu mà các bạn chơi kiểu giống mình, các bạn ép nó liên tục, các bạn cướp bùa nó liên tục, thì nó sẽ rơi vào cái thế không có lượng vàng nhất định, thì nó bắn các bạn sẽ không thấm nữa nha. Nói chung các bạn đánh các bạn phải cố gắng ép như vậy cho mình. Ok, bây giờ mình sẽ múa lửa cho các bạn coi nè. Đầy máu mà các bạn sợ bố con nè các bạn nè. Nào thích không? Con nào thích đâu, bố mày lại sợ mày quá khơ trò luôn. Tay chưa lên đồ giam phép các bạn, cho nên là cái con manh rá nó quýnh đồ thấm đó các bạn ơi nè. Bố mày lại sợ mày quá cơ, mày thích bắn không? Mày bắn giùm tao một cái, mày thích bắn không? Mày thích bắn tiếp đi, tao lên dễ cái đầu xanh đó. Trời, em nói giỡn không mà. Em như mày anh thích bắn không? Mày thích bắn không? Mày thích thì bắn tiếp đi, tao nói gì đâu. Cái đầu xanh lên dễ luôn các bạn ơi. Cái build đồ nó trâu quá các bạn ơi, nhưng mà lên bảng đi trâu các bạn. Đấy, ngấu chó các bạn ơi. Ủa báo cấu trồn thì chết thôi, chuyện đâu cần. Nhưng ngu lý tiếng các bạn. Không sao các bạn, cứ một cái tư tưởng, chúng ta khi mà chết thì chúng ta có một cái tư tưởng ai già chết chuẩn bị ra chết nữa, chuyện đồ cần chứ hả. Vậy thôi chơi các bạn, bình tĩnh thôi, tự tin với đừng cây cú các bạn à. Ui nhưng mà không sao các bạn ơi, dù gì team của mình cũng đã phá được hết ba cái trụ của nó rồi, nó cũng không có đép được rồi các bạn à. Và nó muốn win thì win cũng không được đâu. Các bạn thấy nó ba cái dàn trụ của mình có cái trụ nào mất máu đâu, có được các bạn. Nhưng mà mình không thể nào mà để cho nó win được đâu, tại vì công sức của mình nãy giờ bỏ ra rất là nhiều rồi, mà chúng ta lại hời hợt mà chúng ta để thua nó thì sẽ rất là tức nha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ chọn cái con rồng bạo chúa này. Và các bạn hãy lưu ý cho mình nè, khi mà ăn cái con rồng bạo chúa này xong, dành cho những bạn đang mới tập chơi nha, thì khi mà các bạn hạ gục được con rồng bạo chúa từ phút thứ 10 trở đi á, là các bạn phải giết nó xong, các bạn phải nhớ nhặt cái viên ngọc cho mình nha. Cái viên ngọc quyền năng ám nó giúp cho các bạn một cái điều rất là lợi ích cho các bạn đó. Vì khi các bạn bị trong trạng thái chí tử đi, trong cái phát bắn gọi là nhất định để các bạn chết thì nó sẽ không chết nha, thì nó sẽ giúp cho chúng ta có 0.5 giây lần trong trạng thái vô địch, và các bạn sẽ được hồi một cái lượng máu khá là nhiều đấy nha các bạn ơi. Vì thế cho nên là các bạn hãy nhớ nhặt cái viên ngọc đó mỗi khi giết con rồng bạo chúa xong nha. Còn bây giờ nói sao được, bạn xuống sát chơi luôn, thích là quất thích là chơi, nó đập xuống sát đập bò mà mày luôn ra bố mày lại sợ mày quá cơ. Xác định cà bò mà mày này, cái đậu xanh mày này các bạn thấy chưa. Các bạn mà lên cái build đồ này thiệt chứ, một là nó gặp các bạn nó chỉ có auto cắm đầu mà nó chạy điên thôi các bạn, chạy mà mù phương hướng luôn các bạn nè. Mày thích cái gì, mày thích mày ngon mày bước ra đây bố mày lại sợ mày quá cơ cho. Thôi bình tĩnh đây này, em giỡn anh, em giỡn thôi, thôi bình tĩnh đi mà, thôi có căng thế chỗ cái đậu xanh đó. Thôi bán nó dài này các bạn ơi, để nó dài này chạy không được các bạn, để nó dài này thế nào họ cũng bất tỉnh rồi các bạn. Các bạn lên đi dài này khi mà nó khống chế vậy các bạn sẽ rất là khó chạy nha, nhưng mà khi các bạn lên đi dài kiên cường các bạn sẽ rất là dễ chạy, đó là cái bằng chứng mà mình cho các bạn thấy rồi đó nha. Ủa nhưng mà không sao các bạn ơi, thằng Then nó chuẩn bị ra luôn rồi, và có lẽ là sẽ kết thúc trận đấu ở cái đoạn cuối cùng này thôi các bạn, chứ không nhanh nữa nha. Và các bạn hãy lưu ý cho mình nè, với khi mà các bạn sử dụng cái build đồ này thì các bạn phải cố gắng kết thúc cái trận đấu được sớm nha, vì các bạn chỉ lên full thủ ở ba cái món sau, ba món cuối cùng á, không có đam mà các bạn lại kéo dài trận đấu quá là các bạn không kết liễu được nhanh cái vị tướng AD đâu, thì sẽ rất là khó chết nha. Thế nãy các bạn, nãy giờ các bạn đang rất là thắc mắc tại sao mình chỉ canh, mình giết đúng gấu chó đúng không? Các bạn nào mà xem cái cờ nhiếp của mình lâu rồi thì các bạn đều biết mình cực kỳ ghét ai chơi gấu chó luôn nha. Cho nên là các bạn nào mà có chơi vị tướng cái gấu chó mà có gọi là gặp mình thì các bạn xác định đi, mình có xanh cỏ mình cũng giết các bạn nữa nè. Bố mày lại sợ mày quá cấp tham giùm tao một cái, tao đá bò mà mày luôn thích là quất, thích là chơi, đập xuống trái đập bò mà mày luôn này. Xong rồi các bạn, kết thúc cái trận đấu thôi. Ok, cái cờ nhiếp của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì nãy giờ các bạn đã xem cái cờ nhiếp của mình nha. Nếu các bạn thấy cái cờ nhiếp của mình hay và ý nghĩa tạo tiếng cười sảng khoái cho các bạn khi bạn xem á, thì các bạn đừng quên nút đăng ký kênh của mình nha, và các bạn để lại một like và một comment để kênh của mình nó phát triển nhiều hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và bây giờ thì chúc các bạn leo găng hiệu quả với lại cái vị tướng Canát. Canát nát rốt. Canát rốt nha các bạn ơi. Bye bye.